Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài học tiếp theo. Chúng ta sẽ làm công thức cái chuyển từ khoảng 102 tháng 6 21 từ khoảng 334 tháng 6 22 và 4 42 hành chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Thứ hai nó tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh dễ dàng. Chúng ta sẽ cái chuyển từ khoảng 621, 622 và 627 sang từ khoảng 154. Cuối cùng là cái chuyển từ khoảng 104 sang từ khoảng 632. Đầu tiên đó là từ khoảng 152 cái chuyển sang 621. Thì đối với cái doanh nghiệp mà chúng ta theo dõi được cái phần nhập xuất tồn một cách theo đúng quy trình kế toán, thì mỗi lần xuất kho nhập kho thì chúng ta sẽ hạch toán 621 có 152 đó. Thì mỗi lần chúng ta xuất kho, chúng ta sẽ căn cứ theo bộ chứng từ xuất kho, chúng ta sẽ hạch toán như vậy. 621 nợ 621 có 152, chúng ta có thể hạch toán chi tiết ra. Thông thường thì chúng ta sẽ làm như vậy. Đối với một doanh nghiệp sản xuất, chúng ta có một phần theo dõi nhập xuất tồn bình thường, chúng ta sẽ làm như vậy. Còn đây do xuất phát từ cái đặc điểm của công ty này. Đây là một cái công ty nó nhận gia công may cho nước ngoài, sau đó về Việt Nam, sau đó ở Việt Nam thì giao lại cho các doanh nghiệp, công ty may mặc khác sản xuất, chứ thực tế doanh nghiệp này không có sản xuất. Và cũng thực tế rằng cũng tùy theo cái, cũng xuất phát từ cái đặc điểm là do tất cả các nguyên phụ liệu chính như vải nè, vải chính, nút thì do nước ngoài cung cấp, do cái khách hàng người ta cung cấp, mình chỉ tạm nhập và mình tái xuất thôi. Mình chỉ mua những cái nguyên vật liệu phụ ở trong nước để mà phục vụ cho sản xuất, và tất cả những cái nguyên phụ liệu nào mà chúng ta tự mua thì đã có những điều khoản chi tiết ở trong hợp đồng rồi. Do đó những cái nguyên vật liệu mà chúng ta mua thì sẽ căn cứ theo cái định mức sản xuất, bao nhiêu chúng ta mua bao nhiêu và đưa vào hết sản xuất. Chứ dường như là cũng thực tế rằng cũng không có tồn kho, hoặc là tồn kho rất là ít. Do đó bao nhiêu chúng ta mua vào, chúng ta đưa thẳng vào xưởng sản xuất của các công ty mà nhận gia công lại sản xuất. Ở đây chúng ta hạch toán cuối kỳ, chúng ta sẽ làm công thức cái chuyển hết tất cả vào từ khoản 621 luôn. Về công thức thì chúng ta vẫn sử dụng hợm sum if. Chúng ta sử dụng hợm sum if. Đối với từ khoản 152 khi phát sinh đăng, khi chúng ta mua vào thì chúng ta sẽ hạch toán là nợ 152 có những điều khoản liên quan. Còn những cái phần mà chúng ta trả về thì chúng ta sẽ hạch toán, ví dụ như ở đây là khi chúng ta mua vào thì chúng ta sẽ hạch toán là 1521, ví dụ như vậy. Có 331 3311 ví dụ như đó là 10 triệu. Thì nếu như ví dụ như là đưa vào trong xưởng sản xuất mà phát hiện cái vải này nó bị lỗi chẳng hạn, người ta trả về, chúng ta trả về thì lúc đó chúng ta có thể hạch toán ngược lại. Ví dụ như trả về 5 triệu, giá trị là 5 triệu. Như vậy thì cái giá trị nguyên phụ liệu mà chúng ta cái chuyển ở trong cái tháng này chỉ còn lại 5 triệu thôi. Đó. Do đó chúng ta sẽ phải lấy tổng những cái phần tăng ở bên nợ từ khoảng 152 trừ cho những cái phần mà giảm ở bên có từ khoảng 152 để chúng ta cái chuyển sang từ khoảng 621. Rồi, chúng ta sẽ làm công thức thực hành làm công thức ở đây. Chúng ta vẫn sử dụng cái hợm sum if. Xem bếp, chúng ta cái chọn vùng dò tìm vùng của phát sinh bên nợ từ khoảng 152, đó là cái cục E. Chúng ta sẽ lấy số liệu từ E9 đến E204. Chúng ta đang làm công thức ở dòng 205, chúng ta sẽ lấy ở dòng 204. Chúng ta có thể click vào cái ô này, ô E204, sau đó có thể giữ phím shift và click vào cái ô E8. Chúng ta giữ phím shift tiếp tục và bấm cái phím mũi tên đi xuống một cái thì chúng ta sẽ xuống được cái E9, và chúng ta cũng chọn xong cái vùng phát sinh ở bên nợ của tài khoản 152. Chúng ta sẽ bấm F4 để cố định cái vùng này, mục đích là để chúng ta kéo công thức xuống thì cái vùng data này nó được cố định. Sau đó chúng ta sẽ chọn giá trị do tìm
giá trị giờ tiền tức là tài khoản 152, chi tiết tài khoản 152 là nó nằm ở cái ô này đây đó. Chúng ta sẽ click vào đây để chọn cái giá trị giao tiền này. Chúng ta tiếp tục bấm dấu phải. Chúng ta lưu ý rằng ở đây là chúng ta thấy cái nhìn vào ô Y23, chúng ta thấy cái số này 7.734.600 đồng. Thì chúng ta thấy cái dấu mà ngăn cách nhóm ba số hạng lại là dấu phải. Thì cái dấu mà khi chúng ta làm công thức thì cái dấu này sẽ là dấu phải. Còn nếu như ở đây mà là dấu chấm thì chúng ta ở đây sẽ là dấu chấm phải. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái vùng cái số tiền, vùng cột số tiền để chúng ta để cộng lại. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ click vào cái ô Y204. Chúng ta cũng giữ phím shift và click vào ô Y8. Sau đó chúng ta tiếp tục giữ phím shift và bấm dấu mũi tên xuống một cái thì chúng ta sẽ xuống được cái chọn được cái vùng số tiền. Đồng thời chúng ta bấm F4 để cố định lại cái vùng này. Chúng ta đóng ngoặc lại. Bây giờ chúng ta sẽ trừ cho bên tổng bên có tài khoản 152. Chúng ta tiếp tục dùng hàm SUMIF. Bây giờ chúng ta cũng sẽ chọn cái vùng bên có. Thì chúng ta có thể chọn một cách khác, chúng ta sẽ click vào cái ô H9 này. Chúng ta rê cái thanh trượt này xuống. Sau đó chúng ta giữ phím shift và click vào cái ô H204. Chúng ta bấm F4 để cố định lại, bấm dấu phải và chọn cái giá trị giao tiền. Ở bên cột tiền, ở bên cái vùng tiền thì ở đây chúng ta có thể copy bên này, chúng ta bỏ qua. Đó. Tùy theo mỗi người thao tác nhanh chậm như thế nào là tùy cái khả năng của mỗi người, cái cách của mỗi người. Chúng ta enter. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong công thức ở cái cho tài khoản 152. Bây giờ chúng ta sẽ cần copy cái này xuống hết tài khoản 152. Đó. Đó. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái chuyển cái tài khoản 152 sang tài khoản 621. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần tiền lương. Tiền lương thì chúng có hai phần, đó là lương bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý. Thì đối với công ty này thì đấy công ty này thì đây các bạn xem thì khoảng 622. Chúng ta sẽ coi cái phần tổng cộng cuối số phát sinh cuối năm thì khoảng 622. Ở đây thì trong kỳ của năm 2015 thì công ty cũng có mở xưởng sản xuất và có phát sinh cái bộ phận của lương của bộ phận sản xuất đây đó. Bạn thấy thì có một số cái tháng thì có phát sinh lương của bộ phận sản xuất, nhưng mà đến tháng 11 12 là công ty này đã đóng xưởng lại, đóng xưởng sản xuất lại, không có phần sản xuất trực tiếp nữa, và chuyển hẳn hoàn toàn quay lại con đường gia công cho tất cả các công ty khác. Ở đây chúng ta có hai bộ phận, thì tiền lương đối với bộ phận sản xuất trực tiếp thì chúng ta sẽ cái chuyển vào tài khoản 622. Bộ phận quản lý thì chúng ta sẽ cái chuyển vào tài khoản 642, mà chi tiết là 6421. Về công thức thì chúng ta vẫn sử dụng hàm SUMIF, cũng tổng phát sinh bên nợ tài khoản 334 trừ cho bên có tài khoản 334. Bên có tài khoản 334 vì sao chúng ta trừ lại, ví dụ như khi chúng ta chi tiền lương thì chúng ta sẽ toán là 334, ví dụ như 334, ví dụ như là A, ví dụ như là 111. Đó. Thì khi nếu như ví dụ như chúng ta tính tiền lương mà thừa vì chúng ta tính nhầm, thì khi chúng ta thu lại lương thì chúng ta sẽ toán ngược lại. Đó.
do đó chúng ta khi làm công thức chúng ta cũng lấy tổng cái phát sinh bên bên nợ tài khoản 334, chúng ta trừ cho những tổng cái phần phát sinh bên có tài khoản 334. Đó. Chúng ta vẫn sử dụng hàm cái hàm sum if. Thì ở đây chúng ta cũng không cần phải gõ lại nữa mà chúng ta chỉ cần copy ở bên trên xuống. Copy ở bên trên cái tài khoản 152 vừa rồi chúng ta vừa làm công thức copy bỏ xuống như này. Sau đó chúng ta có thể sửa lại cái số dòng. Ở đây chúng ta đang làm công thức dòng 216 thì chúng ta sẽ sửa đến chúng ta sẽ lấy đến dòng 215 để đảm bảo, thì chúng ta sẽ làm như vậy. 215 204 chúng ta sẽ sửa thành 215. Bên này cũng vậy, chúng ta cũng sửa thành 204 thành 215. Rồi. Tổng phát sinh bên nợ tài khoản 334 trừ cho tổng phát sinh bên có tài khoản 334. Chúng ta enter như vậy là xong rồi. Chúng ta sẽ copy công thức ở trên này ở bên này xuống. Đó. Như vậy là chúng ta cũng làm xong công thức cái chuyển cho tài khoản tiền lương. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo, đó là phần trích cái phần bảo hiểm bắt buộc và kinh phí công đoàn. Về phần kinh phí công đoàn thì công ty này không có nộp kinh phí công đoàn, cho nên là ở đây tôi sẽ không có thêm cái dòng đó vào. Nếu có thì chúng ta sẽ thêm vào một dòng. Và đối với kinh phí công đoàn thì ở đây chúng ta sẽ hạch toán là 642, ví dụ 642-1 ở đây là 3382. Đối với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chúng ta sẽ có thể là dòng chung lại một dòng, hạch toán chung cũng được, không sao cả. Số liệu để chúng ta hạch toán cái bút toán này thì chúng ta sẽ dựa vào cái bộ chứng từ mà chúng ta nộp tiền bảo hiểm, thì kèm theo với ký, ví dụ như chúng ta nộp qua ngân hàng thì để có cái chứng từ chúng ta trình lên cho giám đốc ký chẳng hạn, thì chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ lập cái bản tính trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn trong cái kỳ này là bao nhiêu. Trong đó thì chúng ta sẽ tính ra chi tiết cơ bản kia, chúng ta sẽ tính ra chi tiết là người sử dụng lao động đóng bao nhiêu và người lao động đóng bao nhiêu. Đối với cái phần của người sử dụng lao động đóng thì chúng ta sẽ trích vào chi phí, chúng ta trích vào ở đây. Còn đối với cái phần mà người lao động đóng thì chúng ta sẽ thu lại tiền lương. Ví dụ như đây qua tháng 3 đóng, tháng 3 có đóng bảo hiểm thì tháng 3 tôi sẽ trích vào chi phí ở dưới này. Ở đây. Ví dụ như các bạn thấy ở đây là thấy là tôi sẽ dùng luôn cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội lại, tôi hạch toán một dòng thôi. Tôi thích làm như vậy, không sao cả. Còn muốn các bạn muốn chi tiết hơn thì các bạn có thể tách ra. Rồi, đó là cái phần số liệu, cái phần cái nguồn để chúng ta lấy số liệu chúng ta hạch toán vào cái bút toán này. Chúng ta ở đây thì chúng ta không làm công thức. Mà ở đây chúng ta có thể là ví dụ như tháng 1 chúng ta có thể dựa vào cái bản tính của chúng ta mặc dù chúng ta chưa nộp thì chúng ta nộp chậm thì ở đây chúng ta có thể vẫn trích vào chi phí được. Thì qua tháng 3 ở đây, ví dụ như qua tháng 3 mới nộp thì ở đây trong tháng 1, tháng 2 chúng ta vẫn tính và trích vào chi phí vẫn được. Rồi tháng 3 khi mà nộp cho tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì ở đây chúng ta chỉ trích vào cái phần này của tháng 3 thôi. Đó, thì tùy theo cách xử lý của mỗi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở trong kỳ. Thì kinh phí sản xuất dở dang trong kỳ đó là tài khoản 154. Thì tài khoản 154 có 3 tài khoản cái chuyển vào tài khoản 154. Đó là tài khoản 621, 622 và 627 sẽ cái chuyển vào tài khoản 154. Thì đối với tài khoản chi phí 621, 622, 627 cũng là tài khoản chi phí. Thì công thức chúng ta vẫn sử dụng hàm sum if và cũng vẫn lấy tổng bên nợ trừ cho tổng bên có. Ở đây chúng ta sẽ copy công thức ở bên trên này xuống. Như vậy chúng ta sẽ làm cho nó nhanh hơn. Và chúng ta đang làm ở dòng 221 thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái số liệu đến dòng 220.
thì khi chúng ta copy cái số liệu này bỏ xuống thì giá trị giao tiền nó vẫn đúng, vẫn ở cột khác này. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ sửa các cái số liệu đến từ cái dòng 25 đến dòng 220. Chúng ta chỉ cần sửa lại là 25 thành 220 thôi. Đó. Đó, các bạn chỉ cần sửa lại như vậy thôi. Đó. Thì chúng ta enter là sẽ xong. Đó. Và chúng ta làm tài khoản, chỉ cần ở đây chúng ta chỉ cần làm tài khoản 621, 622, 627 và chúng ta sắp xếp nó kế tiếp nhau và điều cái chuyển sang tài khoản 154. Nên ở đây chúng ta sẽ copy cái phần này xuống hết tài khoản 627 luôn là xong. Như vậy là công thức làm các bạn thấy là chúng ta làm rất là nhanh, chúng ta chỉ cần làm và copy xuống thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm công thức cái chuyển tài khoản 154 sang 632. Thì sau khi chúng ta tổng hợp được tài khoản 154 rồi, chúng ta cái chuyển tài khoản 621, 622 và 627 sang tài khoản 654, thì chúng ta sẽ làm công thức tiếp theo, đó là cái chuyển tài khoản 154 sang tài khoản 632, đó là giao vốn. Thì công thức cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng sử dụng hàm submit và lấy phát sinh, tổng phát sinh bên nợ tài khoản 154, chúng ta trừ cho bên có tài khoản 154, bên nợ là cục E, bên có cục khác đây. Thì tài khoản 154 sang tài khoản 632, tài khoản 154 cũng là tài khoản chi phí. Chúng ta cũng lấy tổng phát sinh bên nợ trừ cho tổng phát sinh bên có. Thì ở đây chúng ta có thể là chúng ta copy cái công thức ở bên trên này xuống. Sau đó chúng ta sửa lại cái số dòng. Đó. Chúng ta đang làm công thức ở dòng 230 thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ lấy số liệu đến dòng 229 ở đây. Đó. Vì tài khoản 154 nó phát sinh đến dòng 229 luôn, cho nên chúng ta phải sửa lại từ 220 thành 229. Đó. Như vậy là chúng ta đã làm xong công thức này, ta enter một cái đó. Như vậy là chúng ta đã tổng hợp được cái giá vốn trong trong kỳ này đó. Như vậy chúng ta đã xong bài học hôm nay. Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái phần rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở tài khoản 911 và chúng ta phải xác định được cái lãi lỗ cuối kỳ đó. Chúng ta phải xác định cái số lãi được lãi lỗ cuối kỳ ở đây, lãi hoặc là lỗ đó. Thì chúng ta sẽ ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ làm tất các công thức cái chuyển doanh thu sang tài khoản 911 và các cái công và cái chuyển chi phí sang tài khoản 911, sau đó chúng ta sẽ làm công thức xác định lãi lỗ ở trong kỳ. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này.